Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục với giáo trình Seoul 2A. Bài số 6. 피킨로 보내면 얼마예요? Bài này chúng ta sẽ có uh, mục tiêu bài học như sau. hắc sức mục tiêu. Đầu tiên chúng ta học về 어휘, từ vựng. Từ vựng hôm nay chúng ta sẽ học về 우체국 là biểu điện và 은행 là ngân hàng. Ngữ pháp và biểu hiện số 1 chúng ta có N euro thứ hai NI ra sơ. N euro có nghĩa là chỉ hướng tới một nơi nào đó hoặc là à, làm một việc gì đó bằng một phương pháp hoặc là một cách thức nào đó hoặc bằng một công cụ nào đó, thông qua một công cụ, một cách thức, một phương pháp nào đó thì chúng ta à, sẽ sử dụng cấu trúc này. Tiếp theo phần Mar il phần nói một. sopho poneki, sopho đây là biêu phẩm, poneki là gửi phần nói một sẽ là gửi biêu phẩm phần ngữ pháp và biểu hiện số 2 có ba cái biểu hiện ngữ pháp đó là rư đó là bất quy tắc có rư thì cái này bất quy tắc có rư thì đối với cái trường hợp này bỏ chữ ta đi mà gặp đằng sau có nguyên âm thì chữ rư sẽ bị biến đổi thêm một chữ l vào phụ âm đáy của âm trước và ư biến đổi như bất quy tắc của bất quy tắc ư tí nữa chúng tôi sẽ tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau xem xét đến phần ngữ pháp này à, tiếp theo phần ngữ pháp số 2 trong phần này động từ đều với ư miên tùy tà nếu động từ có bát chim đi với ư không có bát chim đi với miên thôi không có ư tùy tà là được nếu mà làm việc gì đó thì được tiếp theo chúng ta có động từ đi với n hoặc là un cực cật thả Nên là có lẽ hình như cái gì đó thực có lẽ hình như xảy ra cái việc gì đó ví dụ như là ôn cực cật thầy hồ, hình như là mưa đã rơi maraki y, phần nói hai hoan chơn hagi đây là đổi tiền tình huống này chúng ta sẽ liên quan đến ngân hàng tiếp theo Tukomaragi phần nghe và nói Thép Pe Burahan Burahanen hoa theo kỳ chúng ta nghe một cái đoạn hội thoại gọi điện về uh, tìm hiểu hỏi đáp về Thép Pe là cái dịch vụ chuyển hàng tiếp theo Thép Xin chân Hanen trơn hoa ha kỳ. Tức là chúng ta gọi điện thoại yêu cầu về vận chuyển hàng Sugi, chúng ta đọc và viết internet k vanưng lịch kỳ chúng ta đọc một đoạn văn ở trên cái bảng thông báo trên internet đọc một đoạn văn thông báo trên internet internet tiếp theo internet kpha cư Sugi. chúng ta viết cái đoạn văn trả lời cho cái đoạn thông báo trên. Qua chê thực hành. Ujikuke kaso pienchi poneki. Chúng ta đi đến Ujikuk và chúng ta gửi thư. À, tiếp theo. Unhoa Sanjek dạo qua văn hóa. Thì chúng ta có Hangukke Ujikuk. là Biêu điện của Hàn Quốc. Phần phát âm Parum. Kiêng âm hoa. Đây là âm căng hóa. Chúng ta vào nội dung phần bài học tiếp theo đó là phần từ vựng Oh, he. chúng ta chú ý phần từ vựng đầu tiên là hoàn cảnh ở cái biểu điện như thế này trong giáo trình cũng sẽ có hình tương tự đầu tiên chúng ta sẽ à, xem những từ vựng này là gì đầu tiên là upiorin puchita tức là dán cái upio uh, upio uh, là biểu tín biểu phẩm tiếp theo là chu số rừng sư tà viết địa chỉ phong thuê nợ thà cho vào phong bì phiên chữ rừng bụt chi đá hoặc là bố nê tà đây là gửi thư dấp sơ rừng bụt chi đá dấp sơ đây là à, uh, à, thiếp 우표를 붙이다. 주소를 쓰다. 봉투에 넣다.

Ở đây chúng ta chú ý một số cái danh từ về ngân hàng. Íp cơm đây là nạp tiền. Chun cơm là rút tiền. Hoan trơn là đổi tiền. Sông cơm là chuyển tiền. Hiên cơm in chun là máy rút tiền mặt. Chúng ta gọi là ATM đấy. Tiếp theo. Thôn ơn nợt thả. Cho tiền vào. Cũng tương tự như là 입금 cơm. 돈을 찾다 tức là rút tiền cũng tương tự như là 출금. 돈을 바꾸다 cũng tương tự như là 환전. 돈을 보내다 tương tự như là 송금. Các bạn chú ý như vậy, chúng ta cùng nhau nghe. 입금. 입금. 출금. 출금, 환전, 환전, 송금, 송금, 입금, 출금, 환전 송금 현금 인출기 돈을 넣다 돈을 찾다 돈을 바꾸다 돈을 보내다 돈을 넣다 돈을 찾다 돈을 바꾸다 돈을 보내다 입금 돈을 넣다 출금 돈을 찾다 환전 돈을 바꾸다 돈을 보내다 tiếp theo chúng ta có một số cái uh, dụng cụ khi mà chúng ta giao dịch ngoài ngân hàng đầu tiên là xin buôn trưng xin buôn trưng đây là thẻ tùy thân bao gồm như là chứng minh thư hoặc là hộ chiếu tiếp theo là thông trang là sổ tài khoản tô trang là dấu con dấu tiếp theo hiên cơm kha từ tự thẻ tiền mặt xin dung kha -từ", là thẻ thanh toán thẻ rút tiền và thẻ thanh toán các bạn chú ý xin thông chẳng thu cơm kha 신용카드 신분증 통장 도장 현금카드 신용카드 đây là phần từ vựng Và chúng ta lưu ý phần từ vựng. Hôm nay chúng ta sẽ học về từ vựng về Uchekuk là biểu điện và từ vựng thứ hai là về ươn heng và những cái giấy tờ cần thiết khi chúng ta ra ngoài ươn heng. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Moonbob Il. Ở đây chúng ta có ngữ pháp số 1 đó là n Euro Ở đây có nghĩa là hướng tới N nếu mà điện n này là danh từ địa trí địa điểm còn nếu mà chúng ta n này có thể là bằng một cái phương pháp bằng một cách thức hoặc là bằng một công cụ nào đó để thực hiện một hành động nào đó thì chúng ta sẽ dùng là n ư Rô. đối với n có bát chim sẽ có ư không có bát chim sẽ có chỉ có rô nếu có bát chim là chữ bát chim là chữ l thì chúng ta cũng chỉ đi với RO thôi ạ. Chúng ta xem ví dụ pian kilo ponemian đây là một cái phương tiện đúng không ạ? thì rô là bằng ponemian nếu gửi bằng máy bay ở mai thì hết bao nhiêu tiền? người B trả lời Samman Pan Won Im Bi Bằng ba mươi tám nghìn won chúng ta nghe 비행기로 보내면 얼마예요? 38,000원입니다. 비행기로 보내면 얼마예요? 38,000원입니다. chúng ta xem ộ t số ví dụ. 휴대전화 휴대전화 t h 사진은 찍었어요. 자, chúng ta sử dụng điện thoại để chúng ta chụp ảnh là 휴대전화로

Ở đây chúng ta có thể nghĩa câu này đó là, tôi đã viết thư bằng bút chì, thì là, dân phi lô. Cho nên, hát kêu khai Chia chân, chia là tàu điện ngầm, thì tôi đã đi học bằng tàu điện ngầm. Thì, cho nên, hát kêu chia chân lô, chia lô, khai chúng ta có cái ngữ pháp số 1 là như vậy. Tôi nhắc lại ngữ pháp số 1 đó là n euro. Nếu đằng trước nó có chim thì sẽ đi với ư, còn không có chim thì đi với ro. Chú ý nếu mà chim là chữ riêng, tức là chữ l đấy ạ thì chúng ta chỉ dùng ro đằng sau thôi ạ. Cái này có nghĩa là chỉ phương hướng hoặc là bằng một phương tiện, phương, bằng một phương pháp hoặc là bằng một công cụ nào đó để, để, thực hiện hành động. Ví dụ như đây là phiên Đây là hành động đã, viết thư và bằng bút chì. Đây các bạn các bạn chú ý như vậy. Chúng ta sang phần số 2, ngữ pháp số 2. Ở đây n i ra Cái này có nghĩa là vì là cái danh từ này. Thì chúng ta y đối với danh từ có bát chim thì chúng ta có y, còn không có bát chim chúng ta sẽ không có chữ Y. Ở đây chúng ta xem. Một ví dụ này. 오늘 보내면. Nếu hôm nay gửi. Hoặc là nếu gửi ngày hôm nay. 이번 주에 받은 수 있을까요? Có thể nhận được trong tuần này không? 이번 주 là trong tuần này. 받은 수 있을까요? 받은 수 là có thể nhận được không? 내일 휴일이라서. 휴일

오늘 보내면 이번 주에 받을 수 있을까요? 내일이 휴일이라서 다음 주 월요일쯤 도착할 거예요. 오늘 보내면 이번 주에 받을 수 있을까요? 내일이 휴일이라서 다음 주 월요일쯤 도착할 거예요. tiếp theo chúng ta xem một số v 저는 지미가 요리 ở đây chúng ta không có bắt chim này. 요리 라서 요리 제은 많이 사요. Sở thích của tôi là nấu ăn. Vì sở thích của tôi là nấu ăn nên tôi mua nhiều cái sách đồ, sách về nấu ăn. Tiếp theo, 산에 사람들이 별로 없어요. À, trên núi không có nhiều người xa né trên núi xa lam tư đi như mọi người phiên lố ọp sồi không có nhiều Kiều 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 có ba chim có ba chim kyo đi ra sơ Kiều đi ra sơ tiếp theo chi cơ mớn thuê cơn si gan si gan y là sơ chi cơ thuê cơn y là thuê cơn si gan y là sơ vì bây giờ là thời gian tan tầm tan tầm ấy. Kiri, Mani, Bắc Kiều à, Đường rất là đông đúc Đấy, Các bạn chú ý như vậy Tiếp theo chúng ta sang phần Maraki-il Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau dịch đoạn này Đầu tiên là Chích quân và Chunliang Đây là đoạn hội thoại giữa Chichuon và Chunliang Chunliang đi gửi sản phẩm Về quê Oso-seo Oso-seo

성함과 주소를 쓰시고, 아이그 웹땐 바디엣지 곤그냐. 저를위해 올려 주세요. 바 달린 찐끈 안에 뭐가 들었어요? 맨장 거기지 랴 옷이 들었어요. 아, 맨장 거 아오. 비안기로 보내면 요금이 얼마예요? 6만원이에요. 내막의 방말바 6만원이에요. 인원 비행기로 보내면 보낼 수 있겠어요? 겠어요 네, 지금 보내면 언제 도착할까요? 다음 주 금요일쯤 도착할 거예요. 내일이 휴일이라서. 하루 정도 là ở đoạn này chúng ta là nếu mà gửi bây giờ thì bao giờ đến tam chu yuin chum tức là thứ sáu tuần sau khoảng thứ sáu tuần sau tôi chắc hắn sẽ đến vì ngày mai là ngày nghỉ haru chân tô khoảng một ngày tô à lại mất thêm một ngày nữa 어, 어, 어서오세요. 프랑스에 소포를 보내려고 왔어요. 네. 여기에 받는 분 성함과 주소를 쓰시고 저울 위에 올려주세요. 안에 뭐가 들었어요? 옷이 들었어요. 비행기로 보내면 요금이 얼마예요? 6만원이에요. 비행기로 보내시겠어요? 네. 지금 보내면 언제 도착할까요? 다음 주 금요일쯤 도착할 거예요. 내일이 휴일이라서 하루 정도 더 걸려요. 어서 오세요. 프랑스에 소포를 보내려고 왔어요. 네. 여기에 받는 분 성함과 주소를 쓰시고 저울 위에 올려주세요. 안에 뭐가 들었어요? 옷이 들었어요. 비행기로 보내면 요금이 얼마예요? 6만원이에요. 비행기로 보내시겠어요? 네. 지금 보내면 언제 도착할까요? 다음 주 금요일쯤 도착할 거예요. 내일이 휴일이라서 하루 정도 더 걸려요. bây giờ chúng ta sẽ n g vai của 어서 오세요. 네. 여기에 받는 분 성함과 주소를 쓰시고 저울 위에 올려주세요. 안에 뭐가 들었어요? 6만원이에요. 비행기로 보내시겠어요? 다음 주 금요일쯤 도착할 거예요. 내일이 휴일이라서 하루 정도 더 걸려요. 이제 직원, 직원의 목소리를 들려드리겠습니다. 시작! 프랑스에 소포를 보내려고 왔어요. 오시 들었어요. 비행기로 보내면 요금이 얼마예요? 네. 지금 보내면 언제 도착할까요? Và chúng ta dừng video 어 đọc đọc t là nhiều lần. Sau c a s g h e m a n c i nhìn v à a nắm c nội d c hội h o ạ i này. 서 오세요. 프랑스에 소포를 보내려고 왔어요. 네. 여기에 받는 분 성함과 주소를 쓰시고 저울 위에 올려 주세요. 안에 뭐가 들었어요? 옷이 들었어요. 비행기로 보내면 요금이 얼마예요? 6만원이에요. 비행기로 보내시겠어요? 네. 지금 보내면 언제 도착할까요? 다음 주 금요일쯤 도착할 거예요. 내일이 휴일이라서 하루 정도 더 걸려요. Đấy là tình huống số 1 của đoạn, đoạn hội thoại. Và chúng ta xem tiếp theo có những ví dụ tiếp theo ở trong phần dân ship il thì luyện tập 1 thì tình huống số 2 đó là không phải là đi uh, France nữa mà đi in bon. Và bây giờ bên trong cái biêu phẩm này có cái gì? Có ca bang là cái cặp. Uh, và phí nếu gửi bằng máy bay thì phí mất 15.000 won. Và bạn này bạn hỏi bao giờ có thể đến được địa điểm nhận thì là 이번 주 in thì là thứ năm tuần này. Trường hợp thứ ba đi Indo Ấn Độ và đồ gửi trong đó là xin là giấy dép và phí gửi bằng máy bay sẽ là saman là 30 000 won. Và bao giờ đến ạ? Ibon Jumal? và vào cuối tuần này. Tiếp theo đi Mỹ đi Mỹ và sản phẩm gửi ở đây đó là check và phí gửi đó là Iman Ochoa luôn 25.000 won và bao giờ thì nhận được ở Mỹ tao chu là thứ hai tuần sau ấy chúng ta quay về, về tình huống số 1 ở đây chúng ta uh, luyện tập tình huống gửi của bạn Chun Leng gửi về Pháp và hỏi giá hỏi gửi về bằng máy bay và gửi giá học vào hỏi giá. Các bạn chú ý như vậy. Nhân viên bưu điện sẽ hỏi là bên trong nó có cái gì. Và bạn người gửi thì sẽ quan tâm đến là bao giờ có thể nhận được. Ok, phần này. Chúng ta sang phần tiếp theo, đó là phần ngữ pháp và biểu hiện số 2. Ngữ pháp và biểu hiện số 2 đầu tiên đó là rupon chích đây là bất quy tắc bất quy tắc có rư sau khi bỏ chữ tà chúng ta những động tính từ có chữ rư ở đằng sau thì chúng ta sẽ bị biến đổi khi nó gặp với nguyên âm biến đổi thì cái phương pháp biến đổi đó là thêm chữ r vào âm trước của rư và ư biến đổi thành a nếu đằng trước nó có a hoặc o và ư này biến đổi thành o nếu đằng trước nó không có a hoặc o thì điều kiện biến đổi của ư tương tự như là bất, bất quy tắc ư đối với rư thì khác một cái đó là thêm một chữ l chữ r vào đằng trước của âm có chữ rư này Hãy chúng ta xem ví dụ kirvi capsi nấu pisan kuka thầy ô về cái giá cà phê có vẻ rất đắt mà chay ô đúng rồi 작년보다, 처음에이 많이 올랐어요. 오르다, 다행히 올랐어요. 조당에. 커피 값이 너무 비싼 것 같아요. 맞아요. 작년보다 많이 올랐어요. 커피 값이 너무 비싼 것 같아요. 맞아요. 작년보다 많이 올랐어요. Đây ạ. 오르다 thì thành thêm một chữ l thành 올 và đằng trước nó có chữ ô thì chữ ư sẽ biến thành a thành 올라. Và quá khứ là 올랐어요. Tiếp theo chúng ta luyện tập. 지금 기리 복잡해서 지하철로 가는 게 to 바르다. Thì tơ palayo Pa thì là rư thêm một chữ l đây thành pal l vẫn giữ nguyên ư đằng trước có chữ a thì biến đổi thành a thì thành Palayo là gì ạ vì là đường rất là đông đúc nên uh, nếu mà đi bằng tàu đi cái việc đi bằng tàu điện ngầm ấy thì sẽ nhanh hơn cho nên đua rất chán puruta chán chán mốt bò u thêm chữ l thành pull l vẫn giữ nguyên đằng trước nó không có ao thì biến thành o pull tiếp theo chu sơ rớn mô 전화번호는 tả chu sơ rớn mô đưa hoa hồ 주소를 몰라서 전화번호를 갖혀주었어요 가르쳐주었어요. 퇴퇴한 시간이 없어서, 위험하다 잔, 서두르다, 브이방. 서둘, 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 서둘러서 갔어요. 서둘러서 갔어요. vội vàng nên vì không có thời gian nên tôi đã đi rất là vội vàng ông cho nên chị và tôi song cái gì à chú thà đứa ta thà là khác vậy thì A chú thà lầy ồ thà lầy chúng ta sang ngữ pháp tiếp theo động từ đi với ư miên tùy là đây là nếu mà làm cái việc gì đó thì được đây là những cái việc mà à, nó phù hợp với hoàn cảnh của xã hội phù hợp với yêu cầu thì à, à, ư ở đây khi mà có phát chim động từ có phát chim sẽ có ư nếu không có phát chim thì sẽ không có ư đây các bạn xem ví dụ vê quốc kinh từng lục chừng tô hiểu vê là người nước ngoài từng lục chừng là cái thẻ đăng ký cái thẻ đăng ký người nước ngoài, pidueu. Bạn cần cả thẻ đăng ký người nước ngoài à? quân man Nếu mà có cái yêu quân là hộ chiếu, man là chỉ. Nếu mà chỉ có hộ chiếu là được. Đây ạ. nên à, achime ngày mai buổi sáng thì cần phải đến sớm phải không? 아니요, 1 0시까지만오 되나 오면 1 0시까지만 오면 됩니다. 내일 에이저이는 은행에 갈 시간이 없는데, 은행에 갈 시간이 없는데, 은행에 갈시간 없는데, 은행에 갈 시간이 데 은행에 갈는에갈이는 현금 인에기에서 chặt tà là rút nó chát chứ miễn tiểu chặt chứ miễn tiểu y chỗ kế phía này y nên hiên cơm in chung kỳ là có máy rút tiền này nếu mà rút ở cái máy này, này thì được thông trang ấn y rơ phê lê sơ cực trăng nhỉ tôi lo lắng vì là đã đánh mất cái quyển thông trang 다시 다시 만든다 어? 다시 만들면 돼요 làm lại là được 너무 mà 마세요 đừng lo lắng quá ở đây chúng ta lưu ý như vậy nếu mà làm gì tiếp theo chúng ta sẽ sang ngữ pháp tiếp theo đó là động từ đi với ư hoặc n hoặc là ưn cơ cắt thả đây là giống như hình như có lẽ 유진 씨, 스티븐 씨, 네, 씨, 씨 지금 없어요? 네, 집에 간것 같아요. 중단에, 유진 씨, 스티븐 씨 지금 없어요? 네, 집에 간것 같아요. 유진 씨, 스티븐 씨 지금 없어요? 네, 집에 간것 같아요. Bây giờ chúng ta xem thêm một vài ví dụ. 수업이 끝나다. 끝나다. Thì là 수업이 끝난 것 같아요. Có lẽ là buổi học đã kết thúc rồi. Đây là dự đoán. Akira shinen 벌써 rồi đúng không ạ? Chơm shimen ta. 먹은 것 같아요. 먹은 것 같아요. Có lẽ là bạn Akira đã ăn cơm rồi. Akira 씨는 어제 늦게까지 놀다 저희 늦게까지 놀것 같아요. Non 것 같아요. Bởi vì chữ n khi mà đi với cùng với bát chim đã đi với chữ n thì chữ l sẽ bị mất cái bát chim l uốn lưỡi này sẽ bị mất r bị mất thay bằng n thì đây là akira shinen ơ chế nứt kia ca thầy là hôm qua akira đã chơi đến lúc muộn chúng ta sang phần tiếp theo Maraki-i Ở đây chúng ta Margi đây là tình huống ở ngân hàng. Tình huống nói một của chúng ta là tình huống ở bưu điện và tình huống số 2 là tình huống ở ngân hàng. Chúng ta tạm dịch cho cái phần ở ngân hàng này ạ. quân và Steven. Oso bua toa trinh kéo. xin mời vào, bua toa tôi có thể giúp gì cho anh chị Cho anh. Hoan cho nên hà Tôi đến để đổi tiền. 얼마를 를 바꾸어 드릴까요? Tôi đổi bao nhiêu cho anh? 전 달러를 전부 원으로 바꾸어 주세요. Một nghìn đô la đổi toàn bộ ra tiền uống giúp tôi. 오늘 환율이 어떻게 돼요? Hôm nay tỷ giá như thế nào nhỉ? 일 달러에 전 200원입니다. Một đô la 1.200원. 지난 주보다 오른 것같네요서브 것 với 네, 지금 올랐어요. 네, 지금 올랐어요. 네, 지금 올랐어요. 네, 지금 올랐어요. 네, 어요 외국인 등록어요 없는데 여랐도요찮나요 네, 여권만 주시면 됩니다. 방, 저, 저, 호, 호, 지어라, c 어서오세요. 뭘 도와드릴까요? 환전을 하려고 왔습니다. 얼마를 바꿔드릴까요? 천 달러를 전부 원으로 바꿔주세요. 오늘 환율이 어떻게 돼요? 1달러에 1,200원입니다. 지난주보다 오른 것 같네요. 네, 조금 올랐어요. 신분증 좀 주시겠어요? 외국인 등록증이 없는데 여권도 괜찮아요? 네, 여권만 주시면 됩니다. 중단해라, 이몰라드. 어서 오세요. 뭘 도와드릴까요? 환전을 하려고 왔습니다. 얼마를 바꿔드릴까요? 1000달러를 전부 원으로 바꿔주세요. 오늘 환율이 어떻게 돼요? 1달러에 1200원입니다. 지난주보다 오른 것 같네요. 네, 조금 올랐어요. 신분증 좀 주시겠어요? 외국인 등록증이 없는데 여권도 괜찮아요? 네.

네, 조금 올랐어요. 신분증 좀 주시겠어요? 네, 여권만 주시면 됩니다. tiếp theo, chúng ta 시작. 환전을 하려고 왔습니다. 천 달러를 전부 원으로 바꿔주세요. 오늘 환율이 어떻게 돼요? 지난주보다 오른 것 같네요. 외국인 등록증이 없는데 여권도 괜찮아요? bây giờ chúng ta sẽ n g e m t lần c h ú n t h ô n g n h o p h n chữ 어서 오세요. 뭘 도와드릴까요? 환전을 하려고 왔습니다. 얼로를 바꿔 드릴까요? 1달러를 전부 원으로 바꿔 주세요. 오늘 환율이 어떻게 돼요? 1달러에 1 2 0원입니다 지난주보다 오른 것 같네요. 네. 조금 올랐어요. 신분증 좀 주시겠어요? 외국인 등록증이 없는데 여권도 괜찮아요? 네. 여권만 주시면 됩니다. Và c h ú n 2. Tình huống s 2 là n v i 위안, 전부, 원으로, 바꿔 đổi, một nghìn năm trăm 위안, sang, tiền Hàn Quốc In 위안, in 위안, là, một trăm tám mươi 원, Đây là, 내린 것 같아요. 내린 것 같네요. nó đã xuống, 조금 내렸어요. tiếp theo, euro euro là euro đúng không ạ? 전부 thì in euro in euro에 전 진백 원입니다. 1 à, euro là 1, 700 won. Tiếp theo, à, đây nó là 오른 것 같네요. Có lẽ có vẻ nó tăng lên một chút. 네, 올랐어요. đã tăng rồi. Tiếp theo,

ở đây chúng ta có yuan là tiền của Trung Quốc. Đó. Chúng ta sang tình huống tiếp theo đó là chúng ta học về Thích cô maraki phần nói hai chúng ta là tình huống ngân hàng phần nói một nói chúng ta tình huống ở Quốc. à, và ngữ pháp chúng ta có bốn ngữ pháp và một bất quy tắc Phát, bất quy tắc rư đây chúng ta chú ý và bây giờ chúng ta sẽ vào phần 듣고 한국에서 택배를 이용해본 적이 있으비 한국에서 택배를 이용해본 적이 있으니까, 한국에서 택배를 이용해본 적이 있으니까, 택배를 이는서비에사용 이용해본 적이 있으니까, nếu mà cái người vận chuyển hàng đến mà ở nhà không có ai thì các bạn làm như thế nào? Đầu tiên là chúng ta có các tình huống như sau: Jopshippe mặc kia chu là gửi nhờ hàng nhà bên cạnh. Tiếp theo, Kung BCDE mặc kia chu gửi ở phòng bảo vệ. Moon ape cô cái gì đó rất là mờ nên chúng ta trường hợp này tức là để ở trước cửa nó Kaseo cứ để ở trước cửa rồi đi thì chúng ta tình huống của chúng ta ở hôm nay chúng ta có chă thức cô mà chúng ta nghe một đoạn hội thoại và chúng ta chọn cái đúng đầu tiên số 1 vô cho Tech saiơơ hoaita cô gái này đã gọi điện cho cái anh tài xế giao hàng. Thắc bé kỳ xa nên ô trờ nế băng môn hà đi cố hầm nì tà. Cái người lái xe giao hàng muốn đến vào buổi sáng. Muốn đến vào buổi sáng. Đến gửi hàng vào buổi sáng. Thắc bé kỳ xa nên thắc bé rừng kinh bì xì nê bạc khí lực cất nì tà. Cái người này sẽ gửi ở uh, cái tài xế taxi tài xế xe vận chuyển sẽ gửi cái đồ ở uh, sẽ gửi đồ ở phòng bảo vệ bảo vệ uh, tình huống này chúng ta sẽ nghe 잘 듣고 mặt nền góc sư cô rư 여보세요? 네, 제일 택배입니다. 켈리 씨 맞으세요? 네, 전데요. 무슨 일이세요? 켈리 씨 앞으로 택배가 와서 오늘 오후에 방문하려고 합니다. 아, 저는 오후에 집에 없으니까 경비실에 맡겨주세요. 네, 그럼 경비실에 맡기고 나서 이 전화번호로 문자 드리겠습니다. 네, 감사합니다. Ờ uh, tài xế này định buổi chiều đến nhưng mà bạn ấy không có nhà cho nên là sẽ gửi phòng bảo vệ, sau đó nhắn tin lại cho bạn ấy. Chúng ta nghe lại một lần nữa. 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 여보세요? 네, 제일 택배입니다. 씨 맞으세요? 네, 전데요. 무슨 일이세요? 캘리 씨 앞으로 택배가 와서 오늘 오후에 방문하려고 합니다. 아, 저는 오후에 집에 없으니까 경비실에 맡겨주세요. 네. 그럼 경비실에 맡기고 나서 이 전화번호로 문자드리겠습니다. 네, 감사합니다. 답안 소바, 여러분. 그리고 답안 소바. chúng ta sang phần tiếp phần nghe số 2 đó là nếu mà chúng ta muốn định uh, sử dụng cái dịch vụ gửi hàng đó là định gửi hàng thì ở thực kê xin chân hàm cả thì vậy chúng ta cần phải yêu cầu như thế nào đầu tiên chúng ta có thể là bấm gửi hàng trên internet hoặc là gọi điện đến nhân viên giao hàng hoặc là trực tiếp đem đến địa điểm để nhận biêu phẩm thì ở đây chúng ta sẽ trần thực cô chín mươi phá sale chúng ta sẽ nghe rồi trả lời câu hỏi câu hỏi số 1. taxi khi xa cái tài xế taxi này tài xế vận chuyển này bao giờ sẽ đến day mô đề hôm nay ngày mai ngày kia số 2. phiên cane 보내는 대해 sư chúng ta pin uh, pin khanh viết vào dòng kẻ trống pone mungone tè hè về cái sản phẩm mà mình gửi sâu so, sư xều, hãy viết ở đây chúng ta viết ạ uh, bun uh, đây là người nhận sông miệng là uh, họ tên chu sô địa chỉ Chân hoa bôn Hồ, có sẵn rồi uh, ponen bun là người gửi Nana có số điện thoại địa chỉ đây rồi và Pone Sin đầu tiên là Phu là cái sản phẩm tên là gì Yang là số lượng thì chúng ta chú ý sản tên sản phẩm ở trong cái đồ đấy và số lượng bao nhiêu ở đây ngày bao giờ tài xế taxi sẽ đến bao giờ tài xế cái người tài xế vận chuyển này sẽ đến để nhận hàng thì chúng ta sẽ nghe và chúng ta sẽ lựa chọn 잘 듣고 질문에 답하세요. <놀람> 안녕하십니까. 제일 택배입니다. 택배 신청 좀 하려고 전화드렸습니다. 오늘 택배를 보낼 수 있을까요? <놀람> 죄송하지만 오늘은 시간이 늦어서 방문이 어렵습니다. 그럼 내일 오전은요? 내일은 휴일이라서 안 되고, 모레 오전에 방문할 수 있습니다. 그럼 그때 와주세요. 네. 모레 오전 10시에 가겠습니다. 주소 좀 말씀해 주세요. 관악구 관악로 1이에요. 1층으로 오시면 돼요. 어디로 보내실 겁니까? 춘천으로 보낼 거예요. 보내시는 물건은 모두 몇 개입니까? 박스 두 개예요.

thì bạn này hỏi ngày mai có được không? Thì ngày mai là ngày nghỉ thì không được. Và hẹn ngày kia, mô 10 giờ. Sau đó là cái địa chỉ hỏi về người gửi và người người nhận. Địa địa điểm gửi và địa điểm người nhận. Người nhận, địa điểm người nhận và địa chỉ người người gửi. Sau đó là sản phẩm ở đây là cái gì? Đó là hai thùng phát sư. Phát sư tuke. Một cái là check và một cái là ốt. Các bạn, các bạn chú ý như vậy. 잘 듣고 질문에 답하세요. 안녕하십니까. 제일택배입니다 택배 신청 좀 하려고 전화드렸습니다. 오늘 택배를 보낼 수 있을까요? 죄송하지만 오늘은 시간이 늦어서 방문이 어렵습니다. 그럼 내일 오전은요? 내일은 휴일이라서 안 되고 모레 오전에 방문할 수 있습니다. 그럼 그때 와주세요. 네. 모레 오전 10시에 가겠습니다. 주소 좀 말씀해 주세요. 관악구 관악로 1이에요. 1층으로 오시면 돼요. 어디로 보내실 겁니까? 춘천으로 보낼 거예요. 보내시는 물건은 모두 몇 개입니까? 박스 두개예요 하나는 책이고 하나는 옷이에요. 네. 그럼 모레 뵙겠습니다. 이용해 주셔서 감사합니다. phần nói. p h 택배를 신청하는 전화해 보세요. chúng ta thử gọi điện như bạn vừa xong để chúng ta yêu cầu một cái dịch vụ tương tự như chúng ta thông qua các dịch vụ gửi hàng như kiểu Viettel hoặc là uh, qua bưu điện chúng ta gọi người ta đến nhận hàng xong chúng ta gửi đến đâu đến đâu đó thì chúng ta sử dụng cái dịch vụ y hệt nhưng mà chúng ta sử dụng lời nói bằng tiếng Hàn Quốc Ilko Suki phần đọc và viết phần chuẩn bị 여러분은 한국에서 생활하면서 궁금할 것이 있으면 어떻게 합니까? À, nếu mà trong Các bạn vừa sinh hoạt ở Hàn Quốc vừa Nếu mà có những cái Tò mò Thì các bạn làm như thế nào? 다문 있고 질문에 답하세요 Các bạn hãy đọc đoạn sau và các bạn Và trả lời Câu hỏi

Để vậy thì tôi phải làm thế nào để đăng ký? Đầu tiên, ở nơi yêu cầu homepage chỉ tương đốc Hashimen Các bạn có thể đăng ký trên trang chủ của trung tâm ngôn ngữ. Trân hoa na u phiên ưu Gọi điện hoặc là gửi bill biêu, gửi bưu thiếp đến là không được, không đăng ký được tiếp theo, 교육원에 등록하면, nếu bạn đăng ký ở trung tâm ngôn ngữ, 기숙사를 이용할 수 있어요, có thể được sử dụng ký túc xá hay không? 네, 할수 있습니다. vâng, có thể dùng được. 기숙사 이용 신청은 교육원 홈페이지에서 하시면 됩니다. bạn cũng đăng ký sử dụng in sử dụng ký túc xá ở trên trang chủ của trung tâm ngôn ngữ Hachiman Tuy nhiên nhưng bang y mạnh chi ảnh là do xin chân hắn học sinh y mô tu y yông hắn su y nâng cơ hắn su y nâng cơ sơn ả ní mì vì là phòng không có nhiều nên là những học sinh mà đã đăng ký đã gửi yêu cầu đã đăng ký 모두 뜻가 이용할 수 있는 건 아닙니다. 어, k h ô n 가 등록하려고 하는데, 시험은 봐야 돼요. 네, 처음 등록하는 학생은 배치시험은 봐야 합니다. 배치시험, 검사 보이테스트.

kiểm tra không thi và vào ngay lớp cấp 1 thì ở đây cái này chúng ta phải làm như nào gọi điện gửi bưu thiếp hay là tương đốc qua internet chúng ta hãy chọn số 1 ông 글은 내용과 같은 것은 코로셀 các bạn hãy chọn cái giống như nội dung đoạn văn 수업은 thương là, thương đúng. Những học sinh mà không biết gì về tiếng Hàn cũng có thể nghe giảng được, cũng có thể vào lớp học được. Ký Xin 사람은 모두 기숙사에 수 있습니다. Những người mà đăng ký vào ở ký túc xá thì tất cả mọi người đều được vào ở ký, ở ký túc xá. Cái này là không phải. Bởi vì phòng ít nên không phải ai cũng được đáp ứng tiếp theo số ba nếu mà muốn đăng ký ở ký túc xá phải đi đến văn phòng của trung tâm ngôn ngữ không phải cái này không phải tất cả đều đăng ký trên internet hết vậy thì chúng ta đã ăn đúng đó là số 1. chúng ta bây giờ chúng ta sẽ nghe nội dung đoạn này 언어교육원에서 한국어를 배우고 싶은데 처음이라서 잘 몰라요. 어떻게 등록해야 해요? 언어교육원 홈페이지에서 등록하시면 됩니다. 전화나 우편으로는 접수하지 않습니다. 언어교육원에 등록하면 기숙사를 이용할 수 있어요? 네, 할수 있습니다. 기숙사 이용 신청은 언어교육원 홈페이지에서 하시면 됩니다. 하지만 방이 많지 않아서 신청한 학생이 모두 이용할 수 있는 것은 아닙니다. 등록하려고 하는데 시험을 봐야 해요? 네. 처음 등록하는 학생은 배치 시험을 봐야 합니다. 하지만 한국어를 전혀 모르는 학생은 시험을 보지 않고 바로 1급 수업을 들으시면 됩니다. 중당에 라이브러 언어교육원에서 한국어를 배우고 싶은데 처음이라서 잘 몰라요. 어떻게 등록해야 해요? 언어교육원 홈페이지에서 등록하시면 됩니다. 전화나 우편으로는 접수하지 않습니다. 언어교육원에 등록하면 기숙사를 이용할 수 있어요? 네. 할수 있습니다. 기숙사 이용 신청은 언어교육원 홈페이지에서 하시면 됩니다. 하지만 방이 많지 않아서 신청한 학생이 모두 이용할 수 있는 것은 아닙니다. 등록하려고 하는데 시험을 봐야 해요? 네. 처음 등록하는 학생은 배치 시험을 봐야 합니다. 하지만 한국어를 전혀 모르는 학생은 시험을 보지 않고 바로 1급 수업을 들으시면 됩니다. c 한 chúng ta viết một đoạn như thế này. 한국 생활에 대한 viết về 생활 한국, 알고 싶은 것이 있으면 진문해 보세요. các bạn muốn tìm hiểu về những cái uh, cuộc sống Hàn Quốc thì các bạn đưa ra những câu hỏi chim bunhan kose the ha tapu thì uh, những cái câu hỏi của bạn mình thì bạn hãy viết ra cái câu trả lời thực hành ujiguge kaso các bạn thử đến Ujiguke các bạn uh, gửi thư đây chúng ta tình huống thực hành như thế này ạ, bùn hoa san che, ở tìm gì cả, đây là ở đâu, Ojikuk, đây biểu tượng này, biểu tượng Ojikuk là biểu tượng con én, tiếp theo phát âm, chúng ta lưu ý phần phát âm phần này, phát chim sorry, cái âm của phụ âm đáy đằng trước của nó là C, T, P, mà đằng sau của nó là có C, tờ P, S, trò thì đằng sau chúng ta sẽ được phát âm thành âm căng tức là âm cao rõ hơn ví dụ hắc kiểu nứt kê áp chip như vậy không phải áp chip mà là áp chip nứt kê hắc kiểu 네. 듣 마세요. 극장, 극장. 몇 시, 복잡, 복잡. 아니고, 복잡. 밥도 학교. 자, chúng ta e 1. 오늘 택배를 받았어요. 2. 꽃집이 어디 있어요?

극장 앞에서 몇 시에 만날까요? 3. 월요일에는 길이 아주 복잡해요. 4. 밥도 먹고 커피도 마셨어요. 5. 왜 오늘 학교에 안 가요? 방학이라서 안 가요. đ ế đây chúng ta kết thúc phần bài số 6. Bài số 6 chúng ta học về tình huống đó là ngân hàng và à bưu điện thì ở ngân hàng chúng ta có dịch vụ để làm ngân hàng đó rút tiền hoặc đổi tiền. Phần nói chúng ta nói về đổi tiền. Còn phần ở Ujikoku thì chúng ta có phần nói một đó là phần gửi bưu phẩm về Pháp. Cái này chúng ta nhớ và chúng ta sử dụng. À, và bài số 6 chúng ta nhìn lại cái phần tiêu đề bài thì đó là Piankiro Ponemien. 얼마예요? Nó là gửi bằng máy bay mất bao nhiêu tiền. Thì cái này chúng ta lưu ý uh, những cái mà tôi đã hướng dẫn ngay từ đầu trong phần hắc sức mục tiêu đó chính là nội dung của bài học này. Rất mong các bạn có thể ứng dụng được cái uh, những cái mà chúng ta học trong bài để sử dụng vào tình huống thực tế khi chúng ta ra ngân hàng hoặc ra biêu điện. Đặc biệt dành cho những bạn ở bên Hàn Quốc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài sau.